trong anh người ta em chẳng thể so sánh. Có phải một người yêu anh, thương anh, quan tâm quá anh không cần. Đôi khi một người lắm lòng anh đau đớn nhất thì anh chấp nhận. Bao lần em cố gắng dù mọi người trách mắng, em vẫn u muội chào anh tất cả. Anh lại yêu người ta tại em thôi cô, vậy nên phải cần điều mà mình quá dư thừa. Cứ để em đi, đừng chờ nhau nữa. Chuyện tình yêu chỉ một trong hai, cô hỏi sao có kết quả anh à. Mình phân ly biết điều xa xỉ là ta có nhau đây mà. Đời về đâu nữa chẳng còn nhau thì ý nghĩa đâu. Chẳng ai
đừng nên xưa tay. Một người với em lại có lẽ hay, tại sao em đã bằng tất cả chân thành trong anh người ta em chẳng thể so sánh. Có phải một người yêu anh, thương anh, quan tâm quá anh không cần? Đôi khi một người lắm lòng anh đau đớn nhất thì anh chấp nhận. Bao lần em cố gắng dù mọi người trách mắng, em vẫn u muội chào anh tất cả. Anh lại yêu người ta tại em hồi cũ, vậy nên vẫn cần điều mà mình quá dư thừa. Cứ để em đi, đừng chờ nhau nữa. Chuyện tình yêu chỉ một trong hai, cô hỏi sao có kết quả anh à. Mình phân ly biết điều xa xỉ là ta có nhau đây mà. Đời về đâu nữa chẳng còn nhau thì yêu nghĩa đâu. Boa.
Rõ ràng
em chỉ để thấy thế thôi. Ngày em đi ấy, đừng nên xưa tay. Một người với em lại có lẽ hay. Tại sao em đã bằng tất cả chân thành chẳng thể so sánh. Có phải một người yêu anh, thương anh, quan tâm quá anh không cần. Đôi khi một người lắm lòng anh đau đớn nhất thì anh chấp nhận. Bao lần em cố gắng, dù mọi người trách mắng, em vẫn u muội chào anh tất cả. Anh lại yêu người ta tại em hơi khó, vậy nên vắng ngã. Em đã đau lắm khi chúng ta chẳng còn gì nữa cả. Chẳng ai cần điều mà mình quá dư thừa. Cứ để em đi, đừng chờ nhau nữa. Chuyện tình
xa. Thời gian bên em ngày qua, anh lấy hoa lập một khoảng trống. Có đáng để buồn không khi lỡ yêu thương anh rồi, lại biết em chỉ để thay thế thôi. Ngày em đi ấy, đừng nên xưa. Với em lại có lẽ hay, tại sao em đã bằng tất cả chân thành trong anh người ta, em chẳng thể so sánh. Có phải một người yêu anh, thương anh, quan tâm quá anh không cần? Đôi khi một người lắm lòng anh đau đớn nhất thì anh chấp nhận. Chào anh tất cả, anh lại yêu người ta tại em hơi khó. Vậy nên vâng ngã, em đã đau lắm khi chúng ta chẳng còn gì nữa cả. Chẳng ai cần điều mà mình quá dư thừa. Cứ để em đi, đừng chờ nhau nữa. Chuyện tình yêu chỉ một trong hai, có hỏi sao có kết quả anh à. Mình phân ly biết điều xa xỉ là ta có nhau đây mà. Đời về đâu nữa chẳng còn nhau thì ý nghĩa đâu. Dù mà có nhân tình cũng bị người sầu. Ngày em đi ấy, đừng nên giữ tay một mình với em lại có lẽ hay. Tại sao em đã bằng tất cả chân thành trong anh người ta, em chẳng thể so sánh. Có phải một người yêu anh, thương anh, quan tâm quá anh không cần? Đôi khi một người lắm lòng anh đau đớn nhất thì anh chấp nhận. Bao lần em cố gắng, dù mọi người trách móc, em vẫn u muội chào anh tất cả, anh lại yêu người ta tại em vội quá. Vậy nên
Thank you.
sau bao lâu nay em vẫn chẳng nhận ra thời gian bên em ngày qua anh lấy hoa lấp một khoảng trống có đáng để buồn không khi lỡ yêu thương anh rồi lại biết em chỉ để thay thế thôi. Ngày em đi ấy đừng nên giữ tay một người với em lại có lẽ hay tại sao em đã bằng tất cả chân thành trong anh người ta em chẳng thể so sánh có phải một người yêu anh thương anh quan tâm quá anh không cần đôi khi một người lắm lòng anh đau đớn nhất thì anh chấp nhận. Chào anh tất cả anh lại yêu người ta tại em hỏi cô vậy nên vắng ngã em đã đau lắm khi chúng ta chẳng còn gì nữa cả chẳng ai cần điều mà mình quá dư thừa cứ để em đi đừng chờ nhau
với em lại có lẽ hay. Tại sao em đã bằng tất cả chân thành trong anh người ta, em chẳng thể so sánh. Có phải một người yêu anh, thương anh, quan tâm quá anh không cần? Đôi khi một người lắm lòng anh đau đớn nhất thì anh chấp nhận. Bao lần em cố gắng, dù mọi người trách mắng, em vẫn u muội chào anh tất cả. Anh lại yêu người ta tại em hơi khó, vậy nên phải chẳng ai muốn, chắc rõ ràng.
chẳng thể so sánh. Có phải một người yêu anh, thương anh, quan tâm quá anh không cần. Đôi khi một người lắm lòng anh đau đớn nhất thì anh chấp nhận. Bao lần em cố gắng, dù mọi người trách mắng, em vẫn u muội chào anh tất cả. Anh lại yêu người ta tại em hồi cũ, vậy nên vẫn cần điều mà mình quá dư thừa. Cứ để em đi, đừng chờ nhau nữa. Chuyện tình yêu chỉ một trong hai, cô hỏi sao có kết quả ai ngờ. Mình phân ly biết điều xa xỉ là ta có nhau đây mà. Đời về đâu nữa chẳng còn nhau thì ý nghĩa đâu. Thank you.
Rằng
Buồn chờ
Rõ ràng
anh rồi lại biết em chỉ để thấy thế thôi. Ngày em đi ấy đừng nên giữ tay, một người với em chân thành. Trong anh người ta em chẳng thể so sánh. Có phải một người yêu anh, thương anh, quan tâm quá anh không cần. Đôi khi một người lắm lâu